Vào ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ một thiếu nữ 17 tuổi quê ở Tiền Giang bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo và hành hung khiến nạn nhân thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi giang hồ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này. Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Thuận An trích xuất camera truy tìm nhóm thanh niên tấn công thiếu nữ 17 tuổi quê Tiền Giang trước tiệm Internet tại phường Thuận Giao. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương ngón tay, nứt xương sườn, chấn thương phần đầu. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10, thiếu nữ 17 tuổi đứng đợi chị trước tiệm Internet sau giờ làm trên đường D2, khu dân cư Thuận Giao. Lúc này, ba thanh niên lại gần treo chọc hai chị em, không cho về. Một người định ngồi lên phía sau xe máy của hai chị em. Cô gái gạt thanh niên này xuống để lên xe đi về, thì bất ngờ bị cả nhóm đạp ngã xe, lao đến đánh đấm tới tấp vào mặt, nói Mày biết bố mày là ai không? Nhiều người dân thấy vậy chạy lại can ngăn, xin nhóm này dừng tay tấn công thiếu nữ. Nạn nhân được chỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương ngón tay, nứt xương sườn, chấn thương phần đầu.